cho tròn niềm vui trong mùa vu lan. Thích nữ chân liệu. Ước rằng đó hoa màu hồng thắm đều cùng được cài lên áo tất cả các bạn, không phân biệt. Vì cha mẹ của tôi và cha mẹ của bạn luôn luôn hiện hữu. Đó là ý nghĩa cho tròn niềm vui trong mùa Vu Lan. Đại lễ Vu Lan hàng năm được tổ chức trang nghiêm trong các tự viện khắp nơi nơi. Những tà áo đủ màu, vàng, nâu, lam, hân hoan rộn ràng, sánh vai cùng trang hoàng cho ngày lễ báo hiếu thiêng liêng. Một sự kiện quan trọng hơn hết của bổ lễ là nhắc nhở người con ý thức sâu sắc trong tình cha nghĩa mẹ bảy đời, không phải chỉ cha mẹ một đời hiện tiền mà thôi. Ý nghĩa hướng về tâm từ bi của Đạo Phật sau giây phút trang trọng của lễ Vu Lan. Phần cài bông hồng trên áo cùng nghĩa với sự tôn vinh hai đấng sanh thành, còn là ngài cha mẹ. Sâu thẳm trong tâm hồn của mọi người con chí hiếu, như có tiếng gọi thâm tình và lòng báo ân, báo hiếu, kỳ diệu, nhiệm màu. Văn hóa Phật giáo luôn chú trọng đến đời sống tâm linh. Đạo đi vào đời bằng những việc thiện lành đơn giản như bông hồng cài trên áo, nhưng có năng lượng hữu ích thiết thực vô cùng. Những người con Phật thấm nhuần giáo lý từ bi của Đức Phật thì tất cả đều nên được có quyền cài đóa hoa màu hồng. Vì sao? Vì ai cũng có bảy đời cha mẹ, dù còn sống hay đã mất. Cha mẹ là những đóa hoa màu hồng tươi thắm đẹp vô ngần và luôn được trân quý trong suốt đời bên các con. Con người trên thế gian tuy khác nhau về màu da, dân tộc, quốc tịch, tôn giáo, sang hèn hay đẳng cấp cao thấp, nhưng đều sanh từ cha mẹ ra. Ngày qua, năm tháng trôi qua, có người còn đủ hai đấng sanh thành, có người mất cha, có người mất mẹ, cũng có những mảnh đời bất hạnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tuy sống trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng không ai vui được khi nhận đóa hoa màu trắng, ngậm ngùi, buồn tủi, tiếc thương, hối hận. Đã là hoa hồng, thì hãy luôn là màu hồng tươi thắm. Ý nghĩa này chính là tình thương cha mẹ trong các con, mãi mãi không bao giờ mất. Đạo hiếu trong Phật giáo là một nền đạo đức chân thật, từ trong thâm tâm, không phải ở hình tướng bên ngoài. Tùy theo hoàn cảnh và trình độ hiểu biết mà thực hiện sự hiếu dưỡng cha mẹ đúng hay sai. Người tu theo lời Phật dạy, tin vào nhân quả, nghiệp báo, luân hồi và sự tái sanh, hiểu rằng những người sống chung quanh nhiều đời kiếp đã từng là cha, là mẹ, là anh chị em của mình. Khi tâm phân biệt đố kỵ, thù oán, hơn thua, tham vọng, ích kỷ, riêng tư không còn nữa, con người sẽ có tình yêu thương bao la không có giới hạn, suy nghĩ cho nhiều người hơn cho mình, thì tâm đã gần giống như tâm Phật rồi đấy. Trong Kinh Vu Lan Bồn, với cử chỉ hành động đầy lòng từ bi khiêm tốn và đức độ bình đẳng, tình thương cảm rất tế nhị của Đức Phật được diễn tả trong đoạn kinh sau đây. Đáo bán lộ rành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đáy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tủi lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương. Vội vàng xin Phật
dạy tường, Phật là từ phụ ba phương bốn loài. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô? Phật rằng trong các môn đồ, ông là đệ tử đứng đầu dày công. Bởi chưa biết, đục trong cho rõ, nên vì ngươi ta rõ đuôi đầu. Đống xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ sanh ta. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Khi đọc tụng đoạn kinh trên, lắng tâm suy gẫm cho thấy một hình ảnh chân thật cao quý trong tâm lý hoằng pháp. Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta phá đi cái tâm ích kỷ, tâm chấp tướng, tâm phân biệt nặng nề, nên trải lòng thương yêu tất cả chúng sanh với tâm đẳng tuyệt đối, không có nhân ngã. Dù còn sống hay đã thành xương trắng, những người sống trong luân hồi lục đạo nhiều đời kiếp, từng là thân bằng quyến thuộc với nhau. Thông thường, con người dễ cảm nhận niềm vui riêng, bất chợt vội cảm ơn hoa màu hồng trên áo vì nhìn thấy có người tuổi phận nhận cánh hoa màu trắng. Tuy đó là niềm vui vi tế, không đáng trách, nhưng tâm từ bi chưa trọn vẹn. Tâm vị tha rộng rãi hơn, nên tự nhủ rằng, ước rằng hoa màu hồng cùng cài lên áo tôi và áo bạn, vì cha mẹ chúng tôi luôn luôn hiền hữu, cho niềm vui được trọn vẹn trong ngày lễ cha mẹ thiêng liêng nhiều ý nghĩa. Có phải sau đó, niềm vui sẽ tăng lên gấp bội? Một bông màu hồng cho anh, một bông màu hồng cho chị, một bông màu hồng cho em, và một bông màu hồng cho tất cả những ai cũng có cha mẹ. Bất luận người tu, xuất gia hay tại gia, đều có ý thức trách nhiệm trong sự đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Không phải chỉ một ngày lễ Vu Lan mà thôi, mà ở mọi thời khắc, mọi hoàn cảnh đều thấy được cơ hội để báo hiếu. Sự an lạc của cha mẹ khi còn hiện tiền hay đã khuất đều có sự chiêu cảm cần thiết từ các con. Phẩm hạnh đạo đức các con càng cao là niềm hạnh phúc, là quà tặng tâm linh cho cha mẹ, không vật chất nào sánh bằng. Đạo hiếu hạnh sáng suốt của người tu học Phật Pháp có thể cảm hóa được cha mẹ hướng về Tam Bảo. Học hiểu từ giáo lý Đức Phật sẽ giúp cha mẹ bỏ ác làm lành. Tâm chánh kiến, chánh tính và phước đức ngày càng thăng tiến, kết quả đem đến an lạc hạnh phúc hiện tiền. Khi xả báo thân được thoát cảnh về giới an lành tốt đẹp. Cũng vậy, đối với người xung quanh, kính trên nhường dưới, hướng dẫn quy y Tam Bảo, khuyên làm lành hướng thiện là cách đền ơn cha mẹ tốt nhất. Đức Phật dạy, những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng, dâng cúng của cải vật chất, tiền bạc, thì không bao giờ đủ đáp đền ơn cha mẹ. Nhưng này các tỳ kheo, những ai đối với cha mẹ chưa sống trong thiện lành, thì hướng dẫn quy y trong chánh pháp, trao dồi đức hạnh chánh trực đối với cha mẹ sanh khởi, thì khuyến khích bố thí. Đối với cha mẹ còn tà kiến, thì khuyến khích vào chánh kiến. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, là làm đủ và đáp ơn đủ cho cha và mẹ.
Tăng Chi Bộ Kinh 75. Đối với cha mẹ, món ăn tinh thần dâng lên cũng không thể không lựa chọn cẩn thận. Người có tuổi, sức khỏe thường nay đau mai yếu, hay buồn giận, dễ hờn tuổi. Nguồn vui chỉ sống mong sự săn sóc nuông chiều và hiểu biết của các con. Đừng để sự cô đơn nhớ con cháu chết lần mòn hai đấng sanh thành. Cơ hội săn sóc cha mẹ là lúc tu thực hành nhiều nhất. Kiên nhẫn, bao dung, vị tha đem lại nguồn vui thanh thản cho hai đấng sanh thành. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ lúc nào cũng hy sinh bảo bọc, che chở và mong muốn tạo hạnh phúc cho các con. Nên dụng tâm, dành nhiều thời giờ thăm hỏi, chăm sóc, viếng xăm thường xuyên. Đó mới chính là liều thuốc bổ giúp cho cha mẹ mình sống thọ một cách báo hiếu hữu hiệu và công dụng nhất. Ân cha mẹ ví như núi cao, biển rộng, sông dài, vì chỉ có cha mẹ mới có thân ta. Phận làm con, tu tập có được chút phước đức, công đức nào nên hồi hướng cho cha mẹ của mình. Sau đó, tạo duyên cho cha mẹ biết quy y Tam Bảo. Đó là đền ân cha mẹ. Vì vậy, thương và kính quý cha mẹ nhiều chừng nào, chúng ta phải ráng tu nhiều chừng ấy. Nhờ phước đức cộng nghiệp của những người con chí hiếu mà cha mẹ mất đi, đời sau gặp lại Phật Pháp, biết sự tu hành. Cha mẹ còn hiện tiền thì gặp được minh sư khai ngộ, hiểu đạo, tiến tu. Mong ước rằng lễ Vu Lan từ nay về sau sẽ là một ngày vui trọn vẹn, vì tất cả người con hướng về bảy đời cha mẹ, cùng một lòng hiếu hạnh báo ân. Cài trên áo một đóa hoa hồng, giống y như nhau, không phân biệt, vì ai ai cũng có cha, có mẹ, để thương yêu và đền ơn. Niềm tiềm năng vô tận của lòng từ bi ai cũng có, chỉ cần sử dụng phù hợp, khéo léo một chút thôi, thì đã có trọn niềm vui trong mùa Vu Lan, đầy đủ ý nghĩa nhất. Nguyện cho bảy kiếp, cha mẹ chúng con, đượm nhuần mưa pháp, khi còn tại thế, thân tâm an ổn, phát nguyện tu trì, khi đã qua đời, xa lìa ác đạo, chóng thành Phật quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.